Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Con gái Dr. Thanh bị tố cho vay nặng lãi, Bộ Công an vào cuộc. Mấy ngày nay, có một cái tên của con gái, một vị đại gia nổi tiếng, được đưa lên báo nhà nước với những cáo buộc không mấy hay ho gì. Đó chính là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại 169, Nha Trang, phường 12, quận Bình Thạnh, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tập đoàn được đánh giá là có giá trị tỷ đô của đại gia đình vị đại gia này. Người ta chú ý đến vụ án này bởi vì ông Trần Quý Thanh, cha cô, là một trong những thế lực tài phiệt lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Sự thăng trầm của Tân Hiệp Phát gắn liền với những biến động chính trị ở thượng tầng trong những ngày này. Những ngày mà ai cũng chạy nước rút để lo cho được cơ cấu. Một khi thế lực đỡ đầu ông Trần Quý Thanh mà yếu thì sóng gió sẽ nổi lên với gia tộc nổi tiếng này là điều tất yếu. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng còn tại vị không bao lâu nữa, ông Trần Quý Thanh cần phải tìm thế lực mới để dựa dẫm. Tuy nhiên, với những cáo buộc liên tiếp nhắm vào cô con gái của ông Trần Quý Thanh khiến người ta nghĩ rằng có thế lực đang nhắm vào gia đình ông. Điều ngạc nhiên là tập đoàn nước giải khát tỷ đô của ông Trần Quý Thanh có doanh thu hàng năm rất lớn, đến hàng ngàn tỷ mỗi năm và lợi nhuận cũng không nhỏ. Nhưng không hiểu sao bà Trần Uyên Phương lại dính vào chuyện mua bán đất đai và bị tố là cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản. Tiền không thiếu, cho vay nặng lãi làm gì cho mang tiếng xấu như những thành phần bất hảo như vậy là câu hỏi được cộng đồng xã hội đặt ra. Đây rõ ràng là điều bất thường. Đây là hình ảnh bài báo nói bà Trần Uyên Phương bị tố cho vay nặng lãi. Trần Uyên Phương thực hiện việc cho vay nặng lãi như thế nào? Theo báo chí nhà nước cho biết, một số doanh nhân, doanh nghiệp tố cáo Trần Uyên Phương cho vay tiền, bắt người vay phải ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản giá trị gấp hàng chục lần số tiền cho vay, sau đó biến giả thành thật, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, một doanh nhân tại Đồng Nai đã tố cáo khi vay 350 tỷ đồng của Tân Hiệp Phát bị ép ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng phần góp vốn trong công ty của mình. Sau đó, Tân Hiệp Phát chiếm đoạt luôn công ty này mà thực chất là chiếm đoạt dự án bất động sản do công ty này đang sở hữu. Một người khác là doanh nhân Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1986, ngụ tại số phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cũng có đơn tố cáo bà Phương cho vay 35 tỷ đồng, bắt ký hai hợp đồng giả cách rồi chiếm đoạt hai khu đất trị giá gần 200 tỷ đồng. Điều này làm cho xã hội đặt ra nhiều câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tuy 200 tỷ đồng so với nhiều người là số tiền rất lớn, nhưng so với lợi nhuận từ doanh nghiệp tỷ đô mang lại thì thực sự nó không phải là lớn đến mức phải như vậy. Vậy tại sao bà Trần Uyên Phương lại tham gia để rồi gặp rắc rối với pháp luật như vậy? Câu hỏi thứ hai, với cáo buộc là ép ký hợp đồng, điều này có nghĩa là bà Phương có sử dụng lực lượng xã hội đen để chèn ép đối tác. Vậy thì thế lực nào đã hỗ trợ bà Phương đến như vậy? Đây là hình ảnh bà Trần Uyên Phương và cha bà ông Trần Quý Thanh. Một chủ doanh nghiệp tỷ đô mà lại cho vay nặng lãi, một doanh nhân chưa hề có tai tiếng gì mà hôm nay lại bị tố với hai tội như thế, thì trong vấn đề này có uẩn khúc. Bà Trần Uyên Phương là phó tổng giám đốc tập đoàn lớn, là người bận rộn công việc kinh doanh nhưng lại có thời gian để điều hành thêm công việc phạm pháp là cho vay nặng lãi thì thật vô lý. Tuy nhiên, đã là cáo buộc thì cách này hay cách khác người ta cũng đưa ra bằng chứng để kiện. Nếu buộc tội theo những lời tố cáo ấy thành công thì không biết người ta sẽ còn phanh phui ra những sai phạm động trời nào nữa. Được biết, doanh nghiệp Tân Hiệp Phát của cha con ông Trần Quý Thanh và Trần Uyên Phương bị khui ra nhiều sai phạm khác, những sai phạm ông đã ém thành công từ nhiều năm trước. Có thể nhìn thấy những người thừa kiện họ phải có một thế lực nào đó đỡ đầu, chứ nếu là cá nhân thì kiện những người thuộc dòng họ ông Trần Quý Thanh chẳng khác nào trứng chọi đá. Sự lên tiếng của Trần Uyên Phương với báo chí như thế nào? Văn phòng luật sư Phan Lâu Việt Nam với tư cách là đơn vị bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Uyên Phương cho rằng hiện nay một số cơ quan báo chí đã và đang sử dụng tài liệu giả mạo, chữ ký giả mạo và mạo danh bà Trần Uyên Phương để đưa tin. Luật sư đại diện pháp luật của bà Trần Uyên Phương cho biết như sau. Chúng tôi khẳng định rằng đến thời điểm hiện nay bà Trần Uyên Phương chưa có bất cứ lời trình bày nào tại tòa án
như một số cơ quan báo chí đã sử dụng đưa tin. Hiện nay, văn phòng luật sư Fan Law Việt Nam chúng tôi cùng với các luật sư khác của bà Phương đang làm việc với các cơ quan thẩm quyền để làm rõ nguồn gốc các văn bản giả mạo này và động cơ, mục đích phía sau là gì. Đây là hình ảnh lá đơn của luật sư Trần Uyên Phương gửi báo chí để đính chính. Nếu thực sự đúng như lời luật sư của Trần Uyên Phương nói là báo chí dùng tài liệu giả mạo, thì có thể nói đây là dấu hiệu của báo chí đã vào cuộc đánh gia đình ông Trần Quý Thanh. Ở Việt Nam, việc xác tín bên nào đúng bên nào sai rất khó. Bên nào có thế lực thì tòa án thường nghiêng về bên đó, bên nào tiền mạnh tòa cũng nghiêng về bên đó. Ông Trần Quý Thanh không thiếu tiền, nên kẻ đối đầu với ông thì chỉ có thể là quyền lực mạnh hơn thế của ông thì mới dám thách thức và đấu với ông như vậy được thôi. Vậy nên, để khẳng định bên tố Trần Uyên Phương đúng hay phía luật sư của bà đúng thì rất khó. Chỉ biết bên nào cũng cho mình đúng và thế trận đấu nhau không khoan nhượng rất rõ ràng. Không biết sự việc rồi sẽ đi đến đâu và kết cục ra sao, chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết gay cấn. Bà Trần Uyên Phương cũng trả lời như thế nào với chính quyền. Vào ngày 4 tháng 12, đại diện văn phòng đăng ký đất đai của thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cho biết đã yêu cầu các chi nhánh văn phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện tạm ngưng giao dịch và thay đổi biến động đối với một số thửa đất do một cá nhân có tên là Trần Uyên Phương, 39 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, đứng tên. Trong đó có 29 thửa nằm trong quận Tân Bình, Bình Tân và 4 thửa thuộc quận Thủ Đức. Việc tạm ngưng các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp dựa theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có một số kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời liên quan đến bà Phương nhằm mục đích xác minh điều tra liên quan tố cáo của công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương. Và thông tin cũng cho biết rõ người này là con gái của chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Phản hồi thông tin nói trên, luật sư Nguyễn Đức Hoàng, người đại diện pháp lý cho bà Trần Uyên Phương cho biết hiện tại công ty chưa nhận được các thông tin văn bản chính thức, chưa làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đơn vị xác định sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự việc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên. Đối với nội dung tố cáo các đương sự về việc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng giả cách mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý xác minh, người đại diện pháp lý của bà Uyên Phương cho biết chỉ biết qua báo chí chứ không biết chi tiết về nội dung tố cáo. Các sự việc trên không liên quan đến tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đây là hình ảnh Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc công ty Tân Hiệp Phát. Thực tế, người đại diện cho Trần Uyên Phương trả lời cơ quan điều tra cũng được xem như là lời của chính Trần Uyên Phương. Khi bị cáo buộc, bà này dùng luật sư để đối phó với pháp luật là cách chuyên nghiệp như những vụ kiện tụng tại Mỹ vậy. Trước cơ quan nhà nước, bà Uyên vẫn khẳng định với báo chí và người tố cáo chỉ vu cho bà chứ bà không có tội. Trần Uyên Phương vừa đối phó với truyền thông, vừa đối phó với báo chí cho thấy thế lực đánh ông Trần Quý Thanh đã chọn nhiều hướng chứ không phải một hướng. Vụ án được Bộ Công an vào cuộc cho thấy đây không phải là một vấn đề nhỏ. Ai cũng hiểu khi Bộ Công an vào cuộc những vụ án mà lẽ cơ quan tố tụng cấp quận đủ thẩm quyền xử lý thì đấy là điều bất thường. Bởi Bộ Công an làm theo lệnh của thế lực trong Bộ Chính trị. Ông Trần Quý Thanh có mối quan hệ gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng Bộ Công an kỳ này ra tay thì không biết ông Tô Lâm làm theo ý ai, thì đó vẫn là một ẩn số. Để tham gia vào vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị có chỉ đạo các cơ sở ngành liên quan của Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm ngừng mọi biến động như giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, loại quyền sử dụng đất liên quan đến công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai, trụ sở xã Lộc An, huyện Long Thành và dự án khu dân cư, dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Thời hạn của việc phong tỏa cho đến khi có ý kiến của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Chuyện đáng lẽ cơ quan công an tỉnh Đồng Nai thụ lý được nhưng Bộ Công an xen vào thật là khó hiểu. Có thể Trần Quý Thanh đã đắc tội với ai đó trong Bộ Chính trị chăng? Đây là hình ảnh công an gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị phong tỏa tài sản để phục vụ công tác điều tra. Một đại gia có tài sản tỷ đô mà bị cáo buộc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản, cho dù có đúng tội,
này thì cũng chỉ cần cơ quan điều tra cấp quận hoặc cấp tỉnh thực hiện là được, sao cần Bộ Công an lại phải vào cuộc. Đây cho thấy là sự đấu đá nhau ở hậu trường chính trị Việt Nam thông qua việc nắn gân những doanh nghiệp tỷ đô thì đúng hơn. Không biết ông Trần Quý Thanh có lo ổn vụ này hay không, và chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến đặc biệt và gay cấn. Quý vị và các bạn hãy theo dõi và bấm nút YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.